Hello các bạn, hôm nay trại bên em xin chia sẻ một số thông tin về loài tép cảnh. Dòng này sống rất khỏe, sinh sản tự nhiên, có đa dạng màu sắc, tép càng lớn, màu sắc càng đậm, nhìn rất là tươi và đẹp luôn ạ. Loại này có 3 màu cơ bản là màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Giá trị của màu xanh là cao nhất vì loài này có thể xuất sang các nước lân cận. Nguồn nước, đặc điểm và khí hậu của Việt Nam làm cho tép có màu xanh đậm và tươi hơn. Còn một lý do nữa là con màu xanh khi ghép sinh sản thì tỷ lệ gam màu tạp rất là nhiều, số lượng tép chuẩn màu chiếm khoảng 40 đến 50%, nên giá thành của con màu xanh là cao nhất. Con tiếp theo là con tép vàng Thái. Muốn có những chú tép vàng chuẩn full màu như thế này, thời gian nuôi khá là lâu mới lên được màu vàng như vậy. Màu đỏ thì có giá trị thấp hơn các màu khác vì loại này ghép sinh sản gần như là 100% lên màu full đỏ, nên rất là đơn giản, mất ít thời gian nên giá có phần hơi mềm hơn các màu khác. Thức ăn của dòng này rất phong phú, rêu tảo trong hồ, cám cho cá ăn cũng được luôn, xác bã thực vật như lá dâu tằm, dưa leo, vân vân. Nuôi dòng này rất là khỏe. Ai lười thay nước, lười cho ăn đều có thể nuôi được. Chúng tự tìm thức ăn trong hồ. Tép đực thường có kích thước nhỏ hơn tép cái, size tép to hết cỡ tầm 2 cm. Chúng sinh sản tự nhiên vào các mùa trong năm. Tỷ lệ nhân đàn rất là nhanh, kinh tế của dòng này khá là ổn. Gần như bán ra bao nhiêu là các bạn hưởng đủ bấy nhiêu, không có trừ chi phí. Vì chi phí rất là thấp, chỉ cần đầu tư cái hồ ban đầu là có thể nuôi được năm này sang năm nọ. Chúc các bạn thành công trong công việc theo đuổi đam mê của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Có xanh luôn, mà xanh nó Xanh là nhiều quá hả? xanh là nhiều, xanh nó không con mắt rồi mình phải chịu, xanh giờ nó chiếc khẩu được. Xanh nó đẹp mà. Xanh nó hơi nhỏ nhưng xanh nó nhỏ cái con này nè, nó bắt nhanh, vàng nhanh lắm, phải vàng 200 300 xíu. Còn cái đỏ mình ít đấy, đỏ với xanh ít, xanh hả mong kia ông mới đi đi mới bắt đây, không có mấy hồ nó rõ, nó màu xanh, nó lai nhiều lắm. Còn vàng nuôi phun gì nuôi phun hoài 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 gì nào nữa, nó có giật đứa mình chăm vô cái mình thu hoạch rồi. Còn xanh thì phải lựa lại, phải lựa lại. Có gì mình kê đây mình lựa cho khỏe, đang tay vịn đang tay lựa xỉu. Thì cũng quen rồi mà không biết gì, không biết chế sao cho nó dễ lựa. Đây người ta có cây gác luôn, người ta cái vợt người ta nó dài, còn cái vợt dài quá thì mình thấy không được. Vợt mà chế luôn cái gì trời, lấy cái giỏng hay gì trời, hay cái giỏng chế luôn. thiệt Cái giỏng nó mệt lắm, hai thằng nhóc rồi đó. cái vợt này triệu đô rồi đó, quỷ đó mà nó vô nó dứt tép thứ gì chịu nói vậy, con Con chằm gì? quạp Quạp hả? Không ăn. không ăn hả? Trời Có mấy con chuồn chuồn thì nó ăn, mình chỉ sợ chuồn chuồn ấu thôi. trùng, ấu trùng trùng ấy ha. Ấu trùng chuồn thôi, chuồn chuồn ăn gì đó, mình chỉ sợ mấy con đó thôi, còn mấy con nhái bầu này kia không sợ. Nó ăn vậy chứ nó ở một đống vậy nó cũng không ăn nữa. Cái hậu bên đây lửa nhanh bắt đầu.